Rất là nhiều các mẫu Xiaomi của 2023 đã lên kệ rồi. X80, X85 và X90L của 2023. Hôm nay thì em sẽ lên một clip cập nhật với cái chương trình đang giảm giá khá sốc, khá sâu cho những dòng TV 65 inch này. Top những chiếc 65 inch của Xiaomi thời điểm tháng 7 của 2023, bạn không thể bỏ qua. Xếp top 1 của video hôm nay cập nhật để các bác cùng xem là phiên bản mới nhất trong năm 2023. Thế hệ TV sử dụng công nghệ LED lần Full Array X90L thay thế cho con X90K của 2022 năm trước. Hiện tại thì đây là một trong những mẫu TV mới được trưng lên kệ của bên em và hội tụ đầy đủ các công nghệ hiện đại. Đây sẽ là mẫu TV với độ phân giải 4K, là dòng cao cấp nhất trong phân khúc TV sử dụng màn hình LCD và công nghệ LED các bác nhé. Sở hữu tần số quét 120Hz, thiết kế viền kim loại. Đây, các bác nhìn này, gần như là tràn viền hết ba cạnh rồi và viền kim loại màu ghi sáng, bo xung quanh, vuông thành sắc cạnh, rất là sang trọng. X90L 65 inch thì đang bán với giá nhỉnh 28 triệu. Và đây là một trong những mẫu TV sử dụng cái bộ chip mạnh mẽ mà Xiaomi mới ra mắt trong năm 2022, áp dụng cho những mẫu TV phân khúc cao cấp như dòng TV LED lần này, dòng Mi LED hay là OLED. Tất cả những mẫu nào mà sử dụng công nghệ OLED hay là Mi LED thì đều sử dụng con chip XR này. Nhỉnh 28 triệu thì 65X90L của 2023 có thiết kế chân đế đây, chữ T chống hai đầu, và các bác có thể nâng cao hoặc hạ thấp đối với chiều cao của chân đế này. Con này thì so với cả X90K của năm trước thì sẽ có cái bộ nhớ nhiều hơn, độ sáng và độ tương phản nhìn hơn. Ngoài ra thì các bác nhìn sơ qua về thiết kế bên ngoài, nó sở hữu cái hình dáng cũng như là chất liệu viền vô cùng đẳng cấp. Top 1 các bác nhá. Xếp ở vị trí số 2 thì ngay lập tức em lên một cái mã hàng với giá vô cùng rẻ, 65 inch. Thế là Google TV và được ra mắt trong năm 2022. Con này thì đang bán với chương trình khuyến mãi đang giảm về rất là sâu, còn giảm còn nhỉnh 13 triệu thôi. Tìm một chiếc TV 65 inch. Đấy. Kích thước màn hình của 65 inch thì nó là 1m45. Chiều cao thì nó xấp xỉ ở 1m, và con này thì có đầy đủ các tính năng hiện đại như các bác có thể tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt ba miền Bắc Trung Nam này. Có thể tải thêm được rất là nhiều các ứng dụng khác nhau từ kho ứng dụng của Google, cài thêm được ứng dụng từ nhà phát triển thứ ba, hay là đơn thuần là tìm kiếm các chương trình, các ứng dụng để có thể xem giải trí, hay đơn thuần là gì, là các bác có thể là phục vụ công việc được. 65X75K nhỉnh 13 triệu. Đây cũng là cái mức giá chạm sâu nhất của TV 65 inch của Sony trong nhiều năm vừa qua. Chưa bao giờ TV 65 inch của Sony chạm về cái mức giá xấp xỉ nhỉnh 13 triệu như vậy cả. Độ phân giải 4K và con này thì có cái công suất tiêu thụ nó chỉ xấp xỉ khoảng 180W thôi. Một trong những chiếc TV cũng xếp top với cái tiêu chí là tiết kiệm điện. Hệ điều hành Android, Google TV, rồi tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt hay là tương tác với cả TV qua trợ lý ảo Google khi mà các bác sử dụng cái điều khiển thông minh đi kèm ấy, là các điểm mạnh của chiếc TV này. Đấy, thì để tìm TV rẻ 65 inch Sony thì chỉ có duy nhất X75K có thể đáp ứng được các tiêu chí mà các bác đưa ra mà thôi. Tiếp tục ở vị trí số 3 và nhỉnh hơn X75K một chút, đó là 65X80K. Đấy, con số nó càng lớn lên thì gì? Thì các tính năng nó càng được trang bị thêm, và song song tỷ lệ thuận với cả cái việc đó, đó là cái giá bán nó cũng sẽ đắt hơn. Con X90L là ở phần 1 mà em nói ngay trong clip này thì đó là mẫu ở top 1 với cái thiết kế cũng như là cấu hình, cũng là cái đại diện đình đám nhất mà nhiều bác mong chờ, nên là em giới thiệu ngay. Còn sau X75 là X80K thì đây là đại diện cho những chiếc TV được bán nhiều nhất trong năm 2022 năm trước và 6 tháng đầu năm của 2023. Hiện tại thì giá của 65X80K thì đang giảm rất là sâu. Hiện tại thì nó đang giảm về còn nhỉnh 17 triệu một chút thôi. Nhìn 17 triệu thì các bác sẽ sở hữu được một chiếc TV có thiết kế hình dáng bên ngoài gần như là tràn viền ba cạnh. Con này thì có xuất xứ Malaysia, sở hữu độ phân giải 4K, và nó có thêm một cái tính năng mà trên X75
K chưa có, đó là công nghệ xử lý cái màu sắc đấy, kết hợp với cả cái công nghệ độ tương phản hay còn gọi là công nghệ màn Chromilus, công nghệ màn hình chấm lượng tử. Với cái màn hình chấm lượng tử thì độ sâu, độ tương phản, cái giải màu của nó sẽ rộng hơn. Và các bác xem, các bác trải nghiệm những khung hình, đoạn video thì cảm nhận giống như màu sắc đấy, chân thực ở bên ngoài cuộc sống vậy. 65X80K còn được trang bị thêm một tính năng xịn sò nữa mà người dùng sẽ trải nghiệm hàng ngày. Thay vì các bác phải cầm điều khiển trên X75K thì trên X80 là các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, không cần cầm điều khiển, đứng trước TV đọc câu lệnh là TV nó hiểu lệnh, và có thể là gì, tắt bật TV, tăng giảm âm lượng, tải các ứng dụng, hay đơn thuần là các bác muốn TV nó hát hay là nó đọc thơ, hay là kết hợp với các thiết bị thông minh trong nhà thì X80K đã có đầy đủ những cái tính năng đó rồi. Nhỉnh 17 triệu thì là TV mới nguyên các bác nhé, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Trên X80K thì các bác có thể làm được rất là nhiều việc, ngoài việc tương tác với cả TV bằng câu nói, nó giống như một cái trợ lý ảo, và các bác cũng có thể là trình chiếu nội dung từ các thiết bị thông minh, các nội dung từ màn hình điện thoại hay laptop hay máy tính thì mọi người có thể thao tác ở trên X80K rồi. Cao cấp hơn X75 là ở các tiêu chí đó, và là một trong những mẫu mà bán rất là nhiều, từ kích thước màn hình 55 inch, 65 inch, 75 inch. Năm 2023 thì có thêm một cái mẫu thay thế của X80K này, nó sẽ sản xuất ở phân khúc 85 inch. Trong các clip sau thì em sẽ lên video để phục vụ các bác về cái con hàng này. Sau X80K sẽ là một phiên bản đình đám hơn ở vị trí thứ tư. Xếp ở vị trí số 4, đó là một trong những mẫu TV mà rất là nhiều các bạn trẻ đi tìm. Nhiều khi thì bố mẹ cùng các con vào siêu thị để trải nghiệm thì bố lại thích 80, còn các con thì lại lựa chọn X85. Nó cũng có cái lý do, nguyên nhân liên quan tới một cái tính năng mà trên X80K không có, đó chính là sở hữu cái công nghệ tần số quét 120Hz. Và X85K 65 inch được em xếp ở vị trí số 4 ấy, là con này đang có chương trình giảm rất là sâu. Hiện tại thì đang giảm về xấp xỉ 18 triệu thôi. Xấp xỉ 18 triệu ở đây thì các bác hình dung là nó chỉ đắt hơn so với cả con X80K có vài trăm nghìn thôi. Thì tại thời điểm này thì đây là một trong những mẫu TV lên mua nhất sau cái vị trí số 5 mà em sẽ lên sau đây. Đấy, thì cái con 65X85K này thì hình dáng, thiết kế, cấu hình, chip xử lý độ tương phản, màu sắc, các công nghệ về âm thanh hay là hệ thống cũng như là con chip trên cái mã hàng X85 nó giống y hệt so với cả X80K, nhưng được trang bị thêm một cái tính năng mà phục vụ nhu cầu giải trí và chơi game, đó là hỗ trợ tần số quét 120Hz. Các bác có thể là kết hợp X85K với các bộ game giải trí đỉnh cao như PS5, PS4 hay Xbox, chơi những con game có những cái cảnh chuyển động nhanh, phim hành game hành động hay là game liên quan tới các nhân vật có những cái động tác, thì nó sẽ có cái tác dụng là chống giật, chống lag, chống gãy, chống xé hình. Thì chỉ thường là các bác nào muốn biến nó thành màn hình chơi game, trải nghiệm những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh ấy, thì các bác phải lựa chọn X85. Và cái tần số quét 120Hz này thì chỉ có X85 và X90 có thôi. Sau con X85 này em sẽ lên ngay con X90 để các bác xem. Nhưng mà cái lý do mà thời điểm này lên lựa chọn, thay vì lựa chọn cái mã hàng X80K ấy, thì các bác lên quất ngay X85, bởi vì nó đắt hơn có một vài trăm nghìn thôi. Giống y hệt về cấu hình, về âm thanh. Loa của nó có công nghệ chuẩn Dolby Atmos, hệ điều hành Android Google TV, có tìm kiếm giọng nói dành tay, có tương tác với cả TV coi trợ lý ảo Google Assistant, và xuất xứ Malaysia hay là hệ điều hành cũng như là các ứng dụng đầy đủ được trang bị ở trên X85K rồi. Vị trí số 5 sau X85K thì đó là 65X90. Giống như cái con 65X75 ấy, lần rất là nhiều năm rồi mới chạm về cái giá nhỉnh 13 triệu. Thì series đầu 9 của Sony, series mà sở hữu công nghệ LED nền cao cấp Full Array, cũng là chạm và cái giá vô cùng sốc trong rất là nhiều năm. Chưa bao giờ series đầu 9 của Sony mà nó giảm về còn xấp xỉ 21 triệu quả. 65X90K đại diện cho dòng LED nền cao cấp hỗ trợ tần số quét 120Hz. Con này thì cao cấp hơn so với cả X80, X85 là chắc chắn rồi. Bởi vì số nó càng cao lên thì nó sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng vô cùng xịn sò. Hơn X85 ở công nghệ LED nền,
Thằng X85 là LED trực tiếp nhưng mà số lượng block đèn hình nó sẽ không nhiều, không dày, chưa có kiểm soát đèn LED cục bộ nó xịn sò như trên cái mã hàng X90 này. Thứ hai nữa là thay vì sử dụng con chip X1 4K HR thì con này sử dụng cái bộ vi xử lý XR, bộ xử lý chuẩn như mắt người cảm nhận. Cái bộ xử lý XR này thì sẽ được trang bị trên những dòng cao cấp như LED lền cao cấp này, như mini LED hay là OLED. Ngay ở phần đầu thì em đã nhắc đến cái con chip này trên cái con X90L của 2023. Đây là 2023 mã hàng X90L thay thế cho X90K. Thì nó vẫn y hệt so với cả cái mẫu X90K năm trước. Nó chỉ thay đổi về thiết kế hình dáng bên ngoài, cũng như là được trang bị thêm bộ nhớ 32GB, nhiều hơn gấp đôi so với cả cái mẫu X90K. Tuy nhiên thì với giá thành nó xấp xỉ nhỉnh 28 triệu, đắt hơn khoảng 7 triệu so với cả X90K tại thời điểm hiện tại ấy. Nên là không xét về ngoại hình, không xét về bộ nhớ, và các bác chỉ cần một chiếc TV LED lền tần số quét 120Hz, tìm kiếm một chiếc TV với công nghệ màn hình đỉnh cao, âm thanh với công nghệ Acoustic Multi Audio. Nó được trang bị thêm hệ thống các loa vệ tinh ở bên sườn, tạo ra cái âm thanh giống như trong rạp chiếu phim ấy. Thì là gì? Là phải lựa chọn X90K rồi. Đấy là cái khác biệt, chênh lệch 7 triệu. Mà thời điểm này số lượng hàng mới còn rất là ít, bởi vì khi mà các mẫu mới ra thì bên hãng họ sẽ dần phân phối và không còn sản xuất những cái mẫu này nữa. Thay thế đó là những cái mẫu mới của năm 2023 này. Dây chuyền cũng như là các mẫu mã từ vỏ hộp cho tới thiết kế các thứ sẽ thay đổi hàng loạt. Khi đó thì các bác sẽ không thể mua được X90K với giá tốt nữa. Nên là thời điểm này ấy, lựa chọn X90K mới là chân ái. Đợi một thời gian nữa mà con X90L xuống ấy, giá tốt hơn thì các bác có thể tiếp cận được mẫu mới của 2023 này. Con này thì rất là đỉnh rồi, đỉnh từ thiết kế cho tới cấu hình, nhưng hiện tại giá vẫn còn cao. Nên là tất cả thông tin mà các bác cần hỗ trợ thì có thể điện trực tiếp về hotline 0974178566 hoặc truy cập website ecomart.vn để được hỗ trợ thêm các bác nhé. Cảm ơn các bác.